mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Yêu Cây. Hôm nay kênh Yêu Cây đưa quý vị và các bạn đến với lại triển lãm Bách Thuận. Và trước ống kính của chúng ta là tác phẩm Hồn Quê của nhà vườn chú Hòa Taxi. Tác phẩm này thì chắc quý vị và các bạn đã rất nhiều người biết rồi. Đợt này chú Hòa Taxi đưa đến với triển lãm Bách Thuận hai tác phẩm. Tác phẩm thứ hai em sẽ truyền tải tới quý vị và các bạn ở cuối video. Đây chúng ta trước hết chúng ta cứ ngắm tác phẩm Hồn Quê đã, xem sau một thời gian thì Hồn Quê thay đổi biến đổi như nào. Cá nhân em thì thấy là tác phẩm Hồn Quê đợt này hiện ra là thấy có độ già khô hơn rất nhiều so với những cái lần trước kênh Yêu Cây bấm máy quay. Đợt này trông cây nó khô hơn rất nhiều quý vị ạ. Phong rất đẹp. Đúng dáng cây đa bám cổng nàng. Khi mà ngắm tác phẩm Hồn Quê là rất nhiều anh em xa quê cũng thấy thổn thức. Vâng ạ. Dạ vâng anh ơi. Em chào anh. Xin chào. Anh mình là Đạo ở Việt Trì, mình ở nhà vườn Lộc Vĩnh Phúc. À vâng. Hôm nào xin phép giao lưu với anh trên đấy nha nhá. Hôm nào qua Việt Trì thì điện cho mình. Vâng. Nhá. Dạ. Vâng, cảm ơn anh. Ừ, xin chào. Thỉnh thoảng ủng hộ anh em truyền thông anh nhá. Rồi. Nhá. Xem có cho xem anh xem em. Dạ. Chúng ta tiếp tục quay lại với lại tác phẩm Hồn Quê. Đợt này tác phẩm Hồn Quê được đặt ở vị trí rất là đẹp của triển lãm Bách Thuận quý vị ạ. View đẹp. Đây chúng ta sẽ sang đến tác phẩm thứ hai. Không biết là tác phẩm này chú Hòa Taxi đã cho đi chơi lần nào chưa, nhưng mà với kênh Yêu Cây thì đây là tác phẩm Thiên Thạch Mộc, lần đầu tiên kênh Yêu Cây được biết đến. Đấy, hiện tại cây đang được đặt trên một cái bể đá. Bể đá cũ rất là đẹp. Và cây cũng được cây xanh bám đá. Một viên đá nguyên khối quý vị ạ. Viên đá nguyên khối cũng khá là đẹp. Riêng cái viên đá này nó đứng riêng nó đã làm một tác phẩm rồi quý vị ạ. Nhà vườn Hòa Taxi tác phẩm Thiên Thạch Gạch Ngang Mộc. Cây này một cây xanh cũng khá là già. Có nét rằng rật. Em sẽ đi một vòng quanh cây để chúng ta được ngắm tổng thể tác phẩm Thiên Thạch Mộc này của chú Hòa Taxi. Cái mặt sau này của cây khá là đẹp quý vị ạ. Vâng, ở chia tay với hai cái tác phẩm của chú Hòa Taxi thì giới thiệu với quý vị và các bạn ở sân của triển lãm Bách Thuận, câu lạc bộ cây cảnh Bách Thuận
thì còn vô cùng nhiều những siêu phẩm của làng cây hiện tại đang hiện diện tại nhà triển lãm. Kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng về với Bách Thuận. Chúng ta sẽ định vị ở trên Google Maps là trung tâm triển lãm sinh vật cảnh Bách Thuận. Chúng ta sẽ tới được đúng cái vị trí chúng ta cần phải đến. Xin chúc mừng chú Hòa Taxi có hai tác phẩm đang được đứng chân tại triển lãm Bách Thuận. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Kênh Yêu Cây sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất và những tác phẩm, những nghệ nhân xuất hiện tại triển lãm Bách Thuận truyền tải tới quý vị và các bạn ở video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà.